Giáo sư đầu ngành tiết lộ, lá lốt thần dược trời ban, cực tốt, cực bổ, dùng theo cách này tăng thêm 20 năm tuổi thọ. Xin kính chào quý vị cô bác đang theo dõi trên kênh truyền hình sức khỏe. Chắc hẳn các cô bác đang rất tò mò về những công dụng vàng của lá lốt cũng như là cách dùng như thế nào để có thể sống khỏe, sống thọ được như chương trình nói đúng không ạ? Vậy thì hãy bình luận là số 1 để bắt đầu nghe chuyên gia phân tích cô bác nhé! Công dụng thứ nhất, tốt cho người bệnh gút. Cô bác nào ở đây đã từng hoặc là đang bị gút thì chắc chắn là sẽ cảm nhận được căn bệnh này hành hạ người bệnh khổ sở đến mức như thế nào, bởi khi bị bệnh thì người bệnh sẽ phải chịu đựng những kiêng khem, cơn đau dữ dội và phải kiêng khem nhiều thứ. Không những vậy, nếu như không được điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh gút có thể để lại các bệnh biến chứng nghiêm trọng như sỏi thận, đau tim, đột quỵ và tàn phế. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa và điều trị căn bệnh này bằng một thức uống rất đơn giản, đó là dùng lá lốt hàng ngày của bác nhé. Bởi theo các nhà khoa học, trong lá lốt có chứa các hoạt chất làm giảm tương đối nồng độ axit uric ở trong máu người sử dụng. Điều này thì góp phần hỗ trợ cải thiện tình trạng cho những người đang bị bệnh gút. Chưa dừng lại ở đó, ăn lá lốt thường xuyên còn có thể giảm lượng enzyme xanthin oxidase. Chất này được cho là nguyên nhân sản sinh axit uric trong máu. Vậy nên, loại lá này còn hỗ trợ điều trị tình trạng nhiễm khuẩn khi mắc bệnh gút, giúp cho người bệnh dễ chịu và bớt đau đớn hơn rất là nhiều. Đối với người bị bệnh gút thì hàng ngày nên dùng lá lốt ăn như là rau sống trong các bữa cơm để phòng bệnh tái phát. Còn khi lên cơn sưng đau tấy lên thì chúng ta nên lấy lá lốt sống, nhai sống và nuốt ngay để chặn cơn đau lại. Bên cạnh đó, có thể uống nước lá lốt sắc như là thuốc bắc, cơn đau sẽ giảm nhanh chóng và hiệu quả mà không để lại bất kỳ tác dụng phụ nào. Công dụng thứ hai, trị đau xương khớp. Không biết cô bác nào ở đây đã bị những cơn đau xương khớp hành hạ đến nỗi không đi lại được, mất ăn mất ngủ chưa ạ? Cứ suy từ trường hợp của chính tôi đây thì thấy đúng là bị bệnh này khổ thật, bởi tôi đã từng chạy chữa khắp nơi mà vẫn bị đau nhức suốt ngày đêm. May mắn thay là tôi được một người bạn làm dược sĩ và chỉ cho cách dùng lá lốt để trị đau xương khớp. Ban đầu tôi cũng không tin đâu, cho tới khi mà áp dụng và nhận được hiệu quả bất ngờ luôn cô bác ạ. Khi tìm hiểu thì tôi phát hiện và biết được rằng canxi và phốt pho có trong lá lốt là hai khoáng chất rất quan trọng trong việc hình thành nên cấu trúc của xương, đồng thời duy trì sức mạnh và độ đàn hồi cho xương. Ngoài ra, hàm lượng cao vitamin K ở bên trong lá lốt còn giúp phục hồi các mô sụn, giảm tình trạng sưng tấy, phù nề và đau nhức xương khớp rất hiệu quả. Do vậy, nếu cô bác nào mà muốn phòng ngừa, điều trị các bệnh lý về xương khớp và giữ cho xương chắc khỏe thì cứ duy trì thói quen dùng lá lốt hàng ngày nhé. Và bài thuốc trị bệnh đau xương khớp từ lá lốt cũng vô cùng đơn giản thôi, cô bác có thể tham khảo cách làm sau đây. Cô bác cho một nắm lá lốt vào một lít nước đun sôi khoảng 3 đến 5 phút, sau đó thì sẽ cho thêm một ít muối để ấm rồi dùng ngâm hai bàn tay, hai bàn chân, ngâm cho đến khi nước nguội. Thực hiện mỗi ngày một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ là tốt nhất. Cố gắng kiên trì ngâm chân trong khoảng 2 đến 3 ngày là các dấu hiệu đau nhức sẽ giảm bớt. Cô bác lưu ý là nên sử dụng lá lốt già hoặc là cả phần thân rễ của cây để đạt hiệu quả cao nhất nhé. Công dụng thứ ba, hỗ trợ điều trị bệnh về đường tiêu hóa. Tôi để ý thấy rằng hiện nay do sở thích hoặc là do công việc quá bận rộn mà rất nhiều người Việt Nam đang có thói quen kết thân với những món đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ hoặc là đồ có tính cay nóng. Điều này lâu ngày sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa, gây gánh nặng cho dạ dày và kéo theo hàng loạt thứ bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, mọi người hoàn toàn có thể hạn chế tối đa những mối nguy hại này bằng cách sử dụng lá lốt thường xuyên nhé. Bởi theo các chuyên gia, lá lốt có công dụng rất tốt trong việc giảm đau dạ dày. Làm được điều này là nhờ tannin và glucosid, hai hoạt chất giúp chống viêm và làm xe vết loét ở dạ dày, đồng thời làm giảm tình trạng đầy hơi, sôi bụng, đầy bụng cực kỳ hiệu quả. Hơn nữa, người bệnh bị trào ngược dạ dày và co thắt đại tràng cũng nên dùng lá lốt để hỗ trợ điều trị bệnh. Để đạt được hiệu quả cao nhất, nên dùng lá cây ở dạng nước sắc,
vì khi đó thì cơ thể sẽ hấp thụ nhanh hơn, giảm dịch vị về mức bình thường. Nước lá lốt tốt như vậy, nhưng cô bác lưu ý tuyệt đối không được uống thay cho nước lọc, càng không nên uống quá nhiều trong thời gian dài, vì chúng có thể khiến cho chúng ta bị cao huyết áp và ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Tốt nhất là mỗi người chỉ nên dùng khoảng 1 đến 2 cốc nước lá lốt mỗi ngày thôi, chia nhỏ từng lần uống. Ngoài ra, những người mà có cơ địa nóng hay da mồ hôi trộm thì không nên dùng lá lốt, vì chúng sẽ khiến cho cơ thể bị mệt mỏi, táo bón và mất nước. Và nếu cơ thể xuất hiện những biểu hiện khác thường thì dùng nước lá lốt hãy dừng lại ngay và đến bệnh viện để thăm khám đấy nhé. Công dụng thứ tư, giải cảm, hạ sốt. Xin hỏi quý vị cô bác mình ở đây, mỗi khi mà chúng ta bị cảm hay sốt thì chúng ta thường sẽ dùng cách nào để mà nhanh khỏi ạ? Tôi tin chắc là đa số mọi người thì đều đang dùng thuốc Tây phải không nào? Nếu đúng thì hãy bình luận là số 3 quý vị nhé. Thực tế thì dùng thuốc Tây cũng được, nhưng khi mà dùng quá nhiều và lạm dụng lâu ngày có những tác dụng phụ nhất định. Thế nên nếu cô bác biết tham khảo những bài thuốc dân gian thì sẽ đảm bảo an toàn và tốt hơn. Theo thầy thuốc nhân dân Lương Y Hoàng Ngọc Hùng, Chủ tịch Hội Đông Y quận Ba Đình, trong Đông Y, lá lốt thì được xếp vào loại giải biểu, được hiểu là thuốc giải cảm, sử dụng để điều trị các triệu chứng nhẹ ở giai đoạn đầu của bệnh. Có nhiều phương thức để người bệnh sử dụng như nấu canh cùng với lá lốt, vừa kích thích tiết dịch vị, vừa có tác dụng tiết mồ hôi giải cảm, đun thật nóng nước lá lốt rồi rẽ sông toàn thân. Bằng cách áp dụng phương pháp này, tình trạng của bệnh sẽ thuyên giảm chỉ sau 1 đến 2 tiếng mà không cần phải dùng bất kỳ một loại thuốc tây nào. Đó là bởi trong nước lá lốt có hàm lượng tinh dầu khá cao, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu diệt và ức chế vi khuẩn gây bệnh, đào thải độc tố, âm khí và các chất độc ra khỏi cơ thể theo đường mồ hôi. Chính vì vậy, người nào đang bị cảm mạo, cảm phong hàn, cảm cúm, ho hay sốt cao đều có thể sử dụng được. Thực tế đã chứng minh người bệnh chỉ cần sử dụng một nắm lá lốt nhỏ thì các triệu chứng thông thường như mệt mỏi, đau đầu, ngạt mũi, sổ mũi đều được đẩy lùi một cách nhanh chóng. Có một món ăn từ lá lốt giúp giải cảm hạ sốt rất hiệu quả, đó là canh lá lốt thịt bò. Cô bác có thể tham khảo cách làm sau nhé. Nguyên liệu cần có: thịt bò, lá lốt cắt sợi, hành tỏi băm nhuyễn và gia vị cơ bản. Cách nấu canh như sau. Cô bác phi thơm hành, tỏi, sau đó thì cho thịt bò vào xào chín. Với thịt bò ra để riêng, sử dụng nồi vừa xào bò, cho một lượng nước vừa đủ và nấu canh và đun sôi. Nước sôi thì sẽ cho lá lốt vào, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Cho thịt bò vào, đợi sôi trở lại thì sẽ tắt bếp. Múc canh ra tô và cho một ít tiêu xanh lên trên và thưởng thức. Công dụng thứ 5, tốt cho tim mạch. Theo thống kê của Bộ Y tế, trung bình mỗi năm, Việt Nam ghi nhận thêm khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong của cả nước do bệnh lý này. Đây là một căn bệnh rất nguy hiểm và những di chứng mà chúng để lại là cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, cô bác hoàn toàn có thể phòng ngừa chúng bằng cách chúng ta thường xuyên sử dụng những thực phẩm giàu magie để duy trì hệ tuần hoàn. Và lá lốt là một trong những loại rau có thể làm rất tốt điều này, cô bác ạ. Đó là bởi hàm lượng cao magie trong lá lốt sẽ giúp giảm thiểu tối đa nồng độ axit amin có trong mạch máu của cơ thể, từ đó làm giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu, nhồi máu cơ tim và xơ vữa động mạch. Hơn nữa, lá lốt cũng là nguồn dồi dào axit béo no có lợi, từ đó cho phép axit béo omega 3 loại bỏ các cholesterol xấu gây tổn hại đến cơ thể, duy trì nhịp tim ổn định và giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh. Tuy nhiên, chìa khóa quan trọng nhất để phòng ngừa các bệnh lý về tim mạch nói chung vẫn là việc chúng ta duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, kết hợp cả rèn luyện thể thao nữa, cô bác nhé. Đi bộ, chạy bộ khoảng 30 phút mỗi ngày là cách tốt nhất để tăng cường lưu thông máu, đốt cháy mỡ thừa, hạn chế các bệnh tim mạch và huyết áp. Nên đi bộ, chạy bộ ở những không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh, không khí trong lành, hoặc có thể thực hiện bài tập đi bộ hay chạy bộ trên máy tại nhà. Và đây cũng là cách chống đột quỵ an toàn, hiệu quả, dễ thực hiện ngay tại nhà. Chỉ cần siêng năng áp dụng, chắc chắn cô bác sẽ cảm nhận được sức khỏe có sự chuyển biến rõ rệt. Nghe tới đây, cô bác thấy lá lốt có nhiều công dụng tuyệt vời không ạ?
Nếu thấy tốt thì dễ dàng áp dụng, hãy bình luận số 5 đấy nhé. Cô bác thân mến, lá lốt là loại rau quen thuộc trong dân gian, thường dùng để ăn sống như các loại rau thơm hoặc là dùng làm rau gia vị khi nấu canh. Ngoài ra thì rau ăn lá, lá lốt còn là một vị thuốc chữa nhiều bệnh. Trên đây là 5 trong số rất nhiều những công dụng chữa bệnh quý của lá lốt. Thực tế thì không phải cứ những thực phẩm đắt tiền hay là những loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng đắt đỏ thì mới có thể phòng ngừa các căn bệnh nguy hiểm và chữa bệnh đâu cô bác ạ. Đôi khi nó chỉ là một nắm rau nhỏ ở trong góc vườn nhà của cô bác thôi, nhưng lại là thần dược trời ban, đẩy lùi cả tá bệnh. Chúng ta biết mà ăn sớm thì sẽ kéo dài thêm được 20 năm tuổi thọ đấy ạ. Và ngoài lá lốt ra thì có 3 loại rau thơm cũng được các chuyên gia khuyên mọi người nên dùng thường xuyên, bởi càng ăn thì chúng ta lại càng khỏe, bệnh tật nào cũng phải khiếp sợ chạy xa. Thứ nhất, rau mùi tà. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, nguyên Giám đốc Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, rau mùi ta là loại rau thảo mộc có tính ấm, vị bình, chứa nhiều chất dinh dưỡng như phốt pho, magie. Từ lá, thân hay là hạt của loại rau này đều được sử dụng rất phổ biến trong các bài thuốc dân gian để điều trị nhiều thứ bệnh, không những đem lại hiệu quả cao mà còn an toàn và tiết kiệm được chi phí cho bà con. Đặc biệt với những cô bác nào mà đang bị tiểu đường hay là rối loạn tiêu hóa thì rau mùi ta chính là vị cứu tinh đấy ạ. Đó là bởi vì các enzyme hoạt hóa chất xơ ở trong loại rau này sẽ giúp tăng cường tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và kiểm soát chứng đầy hơi, táo bón rất hiệu quả. Ngoài ra thì rau mùi ta còn khiến cho cô bác cảm thấy no hơn, ngăn chặn tình trạng ăn quá nhiều dẫn đến béo phì và giữ cho đường ruột của cô bác luôn khỏe mạnh, sạch sẽ. Rất đơn giản, cô bác chỉ cần thêm nhiều hơn rau mùi ta vào các món ăn hàng ngày hoặc là sử dụng nước ép từ quả chanh và rau mùi. 2-3 tuần sau thì cô bác đi khám lại bệnh tim mạch của mình xem kết quả tuyệt vời như thế nào cô bác nhé. Sau đó thì chúng ta nhớ quay lại và chia sẻ cho những người làm chương trình chúng tôi cùng biết với ạ. Thứ hai, rau tía tô. Cô bác thân mến, với ít nhất là 3 lần tiêm vaccine COVID-19, chắc chắn là một số cô bác ở đây đều đã từng trải qua cảm giác mệt mỏi, đau nhức, thậm chí là sốt cao sau khi đi tiêm về đúng không ạ? Khi đó thì cô bác thường sẽ làm gì? Uống thuốc này, nghỉ ngơi hay là chúng ta đi bệnh viện khám? Không biết là mọi người như thế nào, chứ với tôi thì chỉ uống duy nhất một loại nước thôi, đó là nước lá tía tô. Tôi mua có 1.000 ở ngoài chợ. 2 ngày sau thì những triệu chứng trên đã biến mất hoàn toàn rồi. Tại sao lá tía tô lại làm được điều này? Đó là bởi, theo lương y bác sĩ Bùi Đắc Sáng, ông hiện đang công tác tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết rằng trong y học cổ truyền, tía tô là vị thuốc được xếp vào loại kích thích da mồ hôi. Nước sắc chiết xuất lá tía tô có tác dụng giãn cơ mạch, giảm đau nhức, hạ sốt và trừ cảm mạo, rất tốt và hiệu quả. Theo nhiều nghiên cứu thì cho thấy rằng lá tía tô thì chứa hàm lượng tinh dầu lớn lên tới 40%, có tác dụng làm giảm co thắt cơ trơn của phế quản. Chất tinh dầu làm tăng đường huyết. Ngoài ra, aldehyde ở trong tía tô còn ức chế các loại vi trùng như là tụ cầu khuẩn, trực khuẩn lỵ, trực khuẩn đại tràng, phòng ngừa hình thành và phát triển ung thư dạ dày rất tốt. Thêm vào đó, uống nước lá tía tô thay thế cho nước lọc hàng ngày còn là phương pháp giảm cân cực kỳ hiệu quả do có chứa protein thực vật. Chất xơ cùng với nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu có khả năng thúc đẩy dạ dày, tăng cường chuyển hóa, trao đổi chất. Đặc biệt, lượng chất xơ trong loại lá này còn có tác dụng là tạo dựng cơ, giúp cho vóc dáng săn chắc, thon gọn, tương tự như việc tập luyện thể dục thể thao. Loại rau thứ ba chính là hành lá. Nhắc đến hành lá thì chắc chắn là các cô bác thấy quá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Thêm một chút hành lá vào các món ăn không những giúp chúng có màu sắc sinh động, bắt mắt hơn mà còn giúp cho món ăn thơm ngon hơn, hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, ngoài công dụng làm gia vị và trang trí như cô bác đã biết đấy ạ, hành lá còn được các chuyên gia đánh giá rất cao về khả năng chữa bệnh. Đó là bởi thành phần khoáng chất allium và tinh dầu trong hành lá có thể ngăn chặn rất tốt sự hình thành và phát triển của ung thư, đặc biệt là ở ung thư dạ dày, căn bệnh đang rất phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Các chất chống oxy hóa trong hành lá
còn được mệnh danh là thợ săn lùng các gốc tự do, có nhiệm vụ chống lão hóa cơ thể, phòng ngừa nhiễm trùng và các bệnh liên quan đến tuổi tác rất hiệu quả. Bên cạnh đó, do có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus mạnh, nên cô bác hoàn toàn có thể sử dụng hành lá như một bài thuốc tuyệt vời để chữa bệnh cảm cúm, cảm lạnh hay là sổ mũi khi giao mùa mà không cần sử dụng bất kỳ một loại thuốc kháng sinh nào. Một bát canh nóng hay là cháo nóng có một chút hành chắc chắn là sẽ giúp cho cô bác toát mồ hôi nhanh chóng, giải tỏa độc tố và thoải mái hơn rất là nhiều. Cô bác thân mến, để có một sức khỏe tốt, hàng ngày thì cô bác hãy duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, khoa học, rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên. Cùng với đó là giữ cho mình một tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng và luôn suy nghĩ tích cực nhé. Chỉ có thái độ sống tích cực, lối nhìn tích cực mới giúp chúng ta nhanh chóng phóng được tầm mắt nhìn ra thế giới tươi sáng, rộng lớn bên ngoài. Và như vậy, chúng ta mới có thể lấy lại được những điều đã mất sau mỗi thất bại hay sau một hoàn cảnh bi đát nào đó. Đó là niềm tin, sự lạc quan, những ước mơ, khát khao trong cuộc đời. Thái độ sống là điều có ý nghĩa tiên quyết. Nếu biết thay đổi cách suy nghĩ, chúng ta có thể thay đổi cả cuộc đời. Thành công của mỗi người tùy thuộc rất lớn vào thái độ sống của người đó. Và nếu học được cách giữ cho ô cửa sổ của tâm hồn, cách nhìn cuộc đời được trong trẻo, thì tâm hồn mỗi người sẽ được bao trùm bởi sự lạc quan, niềm tin cuộc sống, sự thân ái của tình người. Thái độ sống tích cực sẽ giúp chúng ta có được niềm tin, sức mạnh, bản lĩnh, duy trì các mối quan hệ và giúp ta khám phá khả năng tiềm ẩn vô hạn trong cơ thể. Mong là cô bác sẽ hiểu điều đó để chăm sóc sức khỏe của mình được tốt hơn. Còn bây giờ, xin mời quý vị cô bác cùng đến với nội dung tiếp theo của truyền hình sức khỏe. Ai đi chợ tuyệt đối cấm mua 5 loại quả cực độc này, kẻo rước ung thư về nhà, càng ăn càng sinh bệnh thọ non. Quý vị cô bác thân mến, đời sống kinh tế xã hội đất nước đã chuyển biến đáng kể theo xu hướng tốt hơn. Câu hỏi hôm nay ăn gì để khỏe, để đẹp có thể trở thành câu hỏi của hầu hết các bà nội trợ, từ bình dân đến giàu có. Vì chi phí cho mỗi bữa ăn không còn là gánh nặng cho các gia đình nữa. Tuy nhiên, vì thiếu kiến thức nên nhiều người thường lên mạng xem linh tinh rồi mua phải những thực phẩm không đảm bảo, đặc biệt là 5 loại quả cực độc ngay sau đây, truyền hình sức khỏe sẽ chia sẻ tới quý vị. Khiến những người trong gia đình chúng ta ăn vào chẳng những không thấy lợi ích mà sức khỏe ngày càng giảm đi, bệnh tật thì sinh sôi. Cụ thể như thế nào, hãy cùng chương trình tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé! Thứ nhất, quả dưa hấu. Có thể nghe đến việc đi chợ không nên mua dưa hấu về ăn, nhiều cô bác sẽ phản đối, thậm chí mắng chương trình này ăn nói linh tinh. Dưa hấu ngọt mát tốt thế, nhất là những ngày nắng nóng thế này, có miếng dưa hấu để tủ lạnh ăn giải nhiệt thì quá là tuyệt vời. Thế thì độc hại hay nguy hiểm ở chỗ nào? Cô bác nào có suy nghĩ như vậy thì hãy bình luận là số 5 để nghe chuyên gia của chương trình giải đáp chi tiết nhé. Thưa quý vị, cô bác, dưa hấu không chỉ là món ăn giải nhiệt mà còn là nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng thiết yếu vào cơ thể. Với hàm lượng vitamin A, C, lycopene và citrulline khá cao, dưa hấu mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta như tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ giảm cân, cải thiện sức khỏe mắt và da. Tuy nhiên, vì nghĩ là tốt nên nhiều người thường mua quả quá to hoặc mua mấy quả liền về nhà cất tủ lạnh để ăn dần. Mà chúng ta lại không hề biết rằng, mặc dù tủ lạnh giúp làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, nhưng nó không ngăn chặn hoàn toàn đâu ạ. Dưa hấu mà để lâu trong tủ lạnh vẫn có thể bị nhiễm khuẩn và nấm mốc, đặc biệt là nếu không được bảo quản đúng cách. Ăn dưa hấu mà bị nhiễm khuẩn hoặc là nấm mốc rồi có thể gây ra ngộ độc thực phẩm và các vấn đề về sức khỏe đấy ạ. Không chỉ vậy, khi dưa hấu đã được cắt và để trong tủ lạnh, bề mặt đã tiếp xúc với không khí có thể bị oxy hóa, dẫn đến mất màu và hương vị. Quá trình này có thể làm giảm chất lượng dinh dưỡng của quả dưa hấu. Vậy nên tốt nhất, từ khâu chọn mua
cô bác nên chọn quả dưa có khối lượng vừa phải, đủ ăn cho cả gia đình trong một lần, tránh trường hợp bổ ra ăn không hết bỏ đi thì lại lãng phí, mà cho vào tủ lạnh thì lại vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe nhé. Loại quả thứ hai mà truyền hình sức khỏe muốn quý vị cô bác lưu ý là quả nhãn ạ. Thưa quý vị, quả nhãn là một loại quả quá là quen thuộc gần gũi với người Việt Nam ta. Tuy nhiên thì không phải ai cũng phù hợp để ăn nhãn đâu ạ, nhất là cô bác nào mà đang bị huyết áp cao. Lý do là bởi nhãn chứa nhiều đường tự nhiên, đặc biệt là glucose và fructose. Khi tiêu thụ quá nhiều nhãn, lượng đường trong máu có thể tăng nhanh, gây áp lực lên hệ tim mạch. Điều này có thể làm tăng huyết áp và làm tình trạng huyết áp cao trở nên trầm trọng hơn. Theo Đông y, nhãn được coi là loại trái cây có tính nóng. Ăn nhiều nhãn có thể gây ra tình trạng nóng trong người, dẫn đến các triệu chứng như khát nước, nổi mụn và gây khó chịu. Đối với người bị huyết áp cao, tình trạng nóng trong người có thể làm tăng nguy cơ biến chứng và làm tăng huyết áp. Đối với người bình thường, việc chúng ta ăn quá nhiều nhãn có thể dẫn đến tăng cân do tăng lượng calo cao. Thưa quý vị, tăng cân đó là một yếu tố nguy cơ đối với những người mà bị huyết áp cao, vì trọng lượng dư thừa có thể làm tăng huyết áp lên lực thành máu và làm tăng huyết áp. Thế nên các chuyên gia để lại lời khuyên cho những ai mà thích ăn nhãn thì cũng chỉ nên ăn tối đa khoảng 200g mỗi lần thôi. Không nên vì quá bon miệng mà chúng ta ăn quá nhiều, không hề tốt cho sức khỏe của mình một chút nào đâu ạ. Thứ ba là quả đu đủ. Vâng, thưa quý vị thân mến, chúng ta không thể phủ nhận được rằng đu đủ là một loại quả chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và có khả năng phòng chống bệnh tật rất tốt. Tuy nhiên, cô bác chỉ nhận được những lợi ích này khi mà dùng chúng với số lượng vừa phải thôi cô bác ạ. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta ăn quá nhiều thì ngay lập tức chúng sẽ phản tác dụng cô bác ạ. Tác hại đầu tiên đó là nó sẽ khiến cho chúng ta bị dị ứng ạ. Nguyên nhân đó là bởi vì trong quả đu đủ thì có chứa chất papain. Đây là một loại enzyme có thể kích hoạt một số rối loạn hô hấp như là thở khò khè, tắc nghẽn liên tục ở mũi, hen suyễn. Ở một số trường hợp khác thì chúng còn gây mẩn ngứa, nổi mề đay, sưng tấy và phù nề nghiêm trọng ở vùng mặt. Ngoài ra, do sở hữu nguồn chất xơ khá dồi dào nên đu đủ cũng là nguyên nhân khiến dạ dày phải co bóp nhiều. Khi ăn quá nhiều, chúng sẽ làm đảo lộn hệ tiêu hóa của chúng ta, đồng thời thì gây ra các triệu chứng như là đau bụng, buồn nôn, đầy hơi và chướng bụng nữa. Đặc biệt, nếu như chúng ta ăn quá nhiều, chất beta-carotene trong đu đủ có thể khiến cho da của chúng ta đổi màu sang màu vàng, co quắp và tê bì liên tục. Vì vậy, quý vị cô bác chỉ nên ăn đu đủ với số lượng vừa phải thôi, 2-3 lần một tuần và tuyệt đối không được lạm dụng. Chia sẻ thêm với quý vị cô bác một mẹo nữa để chúng ta chọn đu đủ cho an toàn, đó là nên mua quả chín một nửa thôi, bởi thông thường mặt trời thì chỉ chiếu được một mặt nên nó sẽ chín hơn so với mặt còn lại. Còn khi mà thấy một quả chín đều từ cuống thì chắc chắn nó đã được độ qua hóa chất, cô bác chúng ta không nên mua đâu nhé. Loại quả thứ tư đó là quả đào. Cho tôi hỏi ở đây, có cô bác nào thích ăn đào giống tôi không ạ? Chia sẻ thật với cô bác, cứ vào mùa hè thì ngày nào tôi cũng phải ăn cỡ 3-4 quả loại to cơ, vì vị ngọt dịu và mùi hương thanh mát của loại quả này hấp dẫn cực kỳ. Nhưng mà trong một lần khi tôi nghe chia sẻ về sở thích này, người bạn của tôi là bác sĩ của Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã mắng tôi một trận và khuyên tôi là phải dừng lại ngay lập tức đấy ạ. Bạn tôi phân tích rằng mỗi người chỉ nên ăn một quả đào mỗi ngày, nếu như ăn quá nhiều đào sẽ làm tăng lượng calo lạp vào cơ thể, từ đó dẫn tới hiện tượng thừa năng lượng, thừa cân, đồng thời gây ra tình trạng nóng trong, khó chịu, có hại cho sức khỏe. Ngoài ra, do đào có lớp lông tơ dày và cứng, nên nhiều thương lái đã dùng hóa chất có tính chất tẩy rửa mạnh, loại bỏ đồng thời giúp quả đào trông bóng đẹp hơn. Điều này vô tình làm cho lớp vỏ nạp vào những hóa chất độc hại. Vậy nên có thể đảm bảo an toàn, các chuyên gia khuyến cáo tốt nhất mọi người nên rửa đào với nước ấm, sau đó dùng nước vo gạo
hoặc đặc có pha thêm một chút muối hạt ngâm đào trong 5 đến 7 phút. Nước gạo có tính kiềm sẽ giúp loại bỏ các hóa chất tẩy rửa và thuốc trừ sâu còn sót lại trên vỏ quả. Thêm nữa, sau khi món ăn có cua, cô bác lưu ý là không nên tráng miệng bằng quả đào nhé. Trong đào chứa vitamin C có thể tích nhu động ruột, trong khi cua lại có tính hàn. Chính vì thế khi kết hợp với nhau, chúng sẽ gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy. Còn bình thường, ngoài cách ăn trực tiếp, cô bác có thể tận dụng loại quả này làm thuốc chữa bệnh huyết áp cao theo phong cách sau. Cô bác rửa sạch quả đào, bỏ hạt xay nhuyễn thêm 50g gạo tẻ, nấu thành cháo hoặc thành cơm, ăn với đường kính, mỗi ngày dùng vào buổi sáng và buổi tối, sau 2 đến 2,5 tháng là bệnh đỡ và khỏi hoàn toàn. Thứ 5. Quả quýt. Tôi biết chắc chắn là khi nghe đến loại quả này sẽ có cô bác phản đối ngay, có cô bác thì chỉ trích rồi lại để ở phần bình luận những câu hỏi gay gắt rằng làm gì có chuyện đấy, đến mùa quýt nhà tôi vẫn ăn suốt có làm sao đâu. Nó nguy hiểm, độc hại như thế mà người ta vẫn trồng, vẫn bán đầy ngoài chợ à. Ta nói linh tinh không thấy cơ sở khoa học đâu cả. Vâng thưa cô bác, trên thực tế, quýt là một loại quả giàu vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe cho mọi người rất tốt. Tuy nhiên, nếu như cô bác vô tình ăn quýt vào lúc đói, thì khi đó mỗi một quả quýt còn độc gấp cả 10 lần liều thạch tín, mang cả tá bệnh nguy hiểm tấn công vào cơ thể chúng ta. Đó là bởi vì bên cạnh vitamin C thì loại quả này cũng rất là giàu axit. Ăn khi mà bụng đói thì dù ít hay nhiều cũng sẽ làm dạ dày bị tổn thương, khiến cho nhiều người cảm thấy bị cồn cào, nôn nao và vô cùng là khó chịu. Nếu tái diễn thường xuyên thì axit trong đó còn bào mòn dạ dày, tạo nên những ổ viêm loét. Chưa dừng lại ở đó, quýt còn là nguyên nhân gây kết tủa canxi. Lâu ngày thì canxi sẽ lắng đọng lại và gây ra sỏi thận vô cùng là nguy hiểm. Mới đây thì báo chí Trung Quốc còn thông tin một số thương lái ở thành phố Tây An đã sử dụng phương thức nhuộm màu để tạo độ bóng cho quýt. Số quýt này được xuất khẩu đến khá là nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam. Đây là một hóa chất cực độc có thể gây xơ gan và ung thư. Tuy nhiên, cô bác cũng có thể tham khảo cách phân biệt dựa vào phần vỏ như sau nhé. Vỏ quýt Việt Nam thì trông rất là mỏng, thường bị nám, có đốm mờ, màu vàng mỡ gà, trong khi thì quýt Trung Quốc vỏ dày hơn, màu sắc tươi sáng, láng bóng và rất là bắt mắt, rất là nhiều. Nghe đến đây thì cô bác có hiểu được lý do vì sao không nên ăn 5 loại quả này thường xuyên chưa ạ? Nếu đã hiểu thì chúng ta hãy bình luận là số 3 nhé. Truyền hình Sức Khỏe biết là nhiều cô bác cũng hiểu nhưng mà vẫn còn thắc mắc rằng nên ăn quả gì mới tốt cho sức khỏe. Dưới đây là gợi ý 4 loại quả cực tốt, cực bổ, càng ăn càng khỏe mạnh mà cô bác nên biết sớm để bổ sung. Thứ nhất là quả bưởi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hải, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, bưởi không chỉ là loại trái cây thơm ngon, mát lành mà còn được các chuyên gia đánh giá rất cao về công dụng chữa bệnh. Cụ thể thì trong bưởi có chứa larigenin, có tác dụng kiểm soát lượng đường ở trong máu, tăng độ nhạy của insulin. Điều này rất có lợi với các bệnh nhân tiểu đường. Nếu ăn thường xuyên có thể làm giảm lượng glucose, hạ đường huyết và ngăn ngừa các biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra. Ngoài ra thì trong bưởi còn chứa nhiều chất xơ hòa tan, pectin. Các chất xơ này có công dụng làm giảm cholesterol trong máu, do đó thì làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, mỡ máu và giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng, quý vị cô bác lưu ý tuyệt đối không được ăn bưởi lúc đói nhé, vì trong thành phần của quả bưởi chứa đến 15% axit citric, hàm lượng này khá cao so với các loại quả có tính chua, nên nếu ăn lúc đói thì có thể gây tổn hại cho dạ dày, làm dạ dày cồn cào, đau rát, lâu ngày sinh ra những ổ viêm loét. Theo các chuyên gia, thời điểm lý tưởng nhất để ăn bưởi đó là sau khi ăn cơm, vì khi đó thì bưởi sẽ thúc đẩy hệ tiêu hóa, ổn định lượng cholesterol, đồng thời thì phát huy công dụng hiệu quả của giảm cân. Thứ ba đó là quả dứa ạ. Tôi để ý thấy nhiều cô bác ít khi ăn dứa vì ngại gọt vỏ hoặc là sợ chua. Tuy nhiên thì việc làm này khiến cho quý vị vô tình bỏ qua loại thần dược trời ban rất tốt cho sức khỏe của bác ạ. Theo các chuyên gia, mặc dù có vỏ bề ngoài thô ráp,
nhưng bên trong quả dứa có chứa một lượng lớn vitamin C. Đây là loại vitamin không những giúp cơ thể nâng cao đề kháng, phòng ngừa bệnh nhiễm trùng mà còn có khả năng điều trị một số bệnh về đường hô hấp. Ngoài việc cung cấp cho cơ thể hàm lượng lớn vitamin C còn đem lại những công dụng khác như sau. Trong dứa thì chứa chất khoáng mangan đóng vai trò quan trọng trong quá trình di chuyển thức ăn, đông máu và giúp cho xương khớp chắc khỏe. Một cốc nước dứa có thể bao gồm nửa lượng mangan mà cơ thể cần thiết mỗi ngày. Dứa là nguồn thực phẩm duy nhất được biết đến của bromelain, hợp chất kết hợp của các enzyme tiêu hóa protein. Điều này giải thích cho lý do tại sao dứa hoạt động như một chất giúp làm mềm thịt vì nó có chứa bromelain có tác dụng phá vỡ các cấu trúc protein. Do đó thì bromelain giúp cơ thể tiêu hóa và hấp thụ thức ăn dễ dàng hơn. Trong dứa thì có chứa chất bromelain có tác dụng giảm ho. Tuy đây không phải là phương pháp chữa ho phổ biến và được nhiều người dùng đến, nhưng nó có thể giúp bạn giảm đau họng và ngăn chặn quá trình viêm. Ngoài ra thì quá trình hydrat hóa trong dứa có thể làm dịu những cơn đau rát họng khiến cho bạn khó chịu. Bromelain và enzyme tiêu hóa chứa trong dứa có đặc tính chống viêm và giảm đau. Do đó, đây là phương pháp điều trị hữu ích khi mà bạn mắc các bệnh nhiễm trùng như là viêm xoang, chấn thương, bong gân hoặc là bỏng. Ngoài ra thì dứa cũng làm giảm các cơn đau khớp của bệnh nhân mắc bệnh viêm khớp. Bromelain chứa trong dứa thì có khả năng tiêu diệt các phần tử liên quan đến sự hình thành và phát triển của bệnh Alzheimer. Đây được coi là một bước tiến bộ ở trong việc dự phòng và điều trị Alzheimer. Ngay tới đây thì mới thấy là quả dứa thực sự có những công dụng quá là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy nên đang vào mùa dứa sạch mà giá thì lại rẻ. Quý vị cô bác chúng ta đi chợ thì nhớ tận dụng mua loại quả này sử dụng đúng mùa nhé. Loại quả thứ ba truyền hình sức khỏe muốn giới thiệu tới quý vị là quả hồng xiêm. Cho tôi hỏi cô bác ở đây, mình có hay ăn hồng xiêm không ạ? Chia sẻ thật với quý vị, tôi là một tín đồ của loại quả này đấy ạ. Nếu để thả phanh thì tôi có thể ăn cả cân một lúc cũng được. Quả thật thì hồng xiêm có mùi thơm và vị ngọt đặc trưng rất là ấn tượng. Chưa dừng lại ở đó đâu, ăn hồng xiêm còn mang đến rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe của bác nhé. Trước hết thì phải khẳng định rằng hồng xiêm rất là tốt cho tim. Loại quả này có nồng độ kali rất cao, là thuốc giãn mạch và có khả năng hạ huyết áp hiệu quả. Điều này thì làm giảm căng thẳng cho tim và có thể là ngăn ngừa các cơn đau tim, đột quỵ và xơ vữa động mạch. Ngoài ra thì hồng xiêm cũng được xem như một vị thuốc nhuận tràng. Quả này thì chứa nhiều chất xơ, khi đi vào cơ thể sẽ kích thích nhu động ruột, giảm nguy cơ táo bón và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh. Đặc biệt, một thành phần nổi bật trong quả hồng xiêm chính là vitamin A, nhưng có hàm lượng lớn hơn nhiều so với các loại quả khác. Chất này liên quan trực tiếp đến thị lực, bảo vệ giác mạc luôn sạch, đồng thời cho phép mắt nhìn rõ hơn trong những điều kiện ánh sáng yếu. Vì vậy, bổ sung hồng xiêm vào thực đơn hàng ngày là cách đơn giản để ngăn ngừa các bệnh lý về mắt. Trên thực tế thì chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích của quả hồng xiêm đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều hồng xiêm thì cũng có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe. Bởi trong 100g hồng xiêm thì cung cấp tới 14% nhu cầu cơ thể cần một ngày. Nếu chúng ta ăn quá nhiều thì lượng chất xơ sẽ tăng lên, sẽ cao, tạo thành một lớp màng ngăn chặn quá trình tiêu hóa thức ăn trong dạ dày. Từ đó thì gây ra các tình trạng đầy hơi, khó tiêu, táo bón. Nên cô bác lưu ý khi chỉ ăn với số lượng vừa phải thôi nhé. Loại quả thứ tư là quả táo ạ. Bỏ qua các nguy cơ quả táo Trung Quốc bị tẩm hóa chất này kia đi. Xét về các cơ sở khoa học, tại đây là một loại quả cực tốt, cực bổ. Ngạn ngữ phương Tây có câu thế này, ăn một quả táo mỗi ngày không cần phải gặp bác sĩ. Thực tế thì táo là loại quả chứa nhiều dinh dưỡng, vitamin quan trọng như là chất xơ, các loại vitamin khoáng chất và chất chống oxy hóa. Thường xuyên ăn táo đem lại những lợi ích sức khỏe lâu dài. Các nghiên cứu chỉ ra rằng ăn nhiều táo có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính. Trong đó thì có bệnh tim. Một nghiên cứu với 20.000 người trưởng thành đã phát hiện rằng tiêu thụ nhiều trái cây trong đó có táo giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Nguyên nhân được xác định là do trong táo chứa nhiều chất flavonoid, hợp chất có tác dụng giảm viêm, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Không chỉ vậy, một nghiên cứu lớn đánh giá rằng
những người ăn một quả táo mỗi ngày có thể giảm 28% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 so với những người không ăn táo. Có thể thấy táo rất là tốt cho sức khỏe, tuy nhiên thì bất kỳ loại thực phẩm nào cũng có thể gây ra những tác dụng phụ nếu như cô bác ăn quá nhiều. Việc thường xuyên ăn táo với số lượng nhiều có thể gây ra những triệu chứng đau bụng, trướng bụng, đầy hơi, đau dạ dày. Thế nên cô bác nhớ lưu ý mỗi ngày tốt nhất chỉ nên ăn một quả táo thôi nhé. Vâng, thưa quý vị, cô bác thân mến, bên cạnh chia sẻ kiến thức về sức khỏe, điều chúng tôi thực sự mong muốn gửi đến cho quý vị đó là những giá trị về nhân sinh. Đức Phật thì dạy rằng, đời người không thể việc gì cũng thuận theo ý mình được, cho nên đừng buồn khi mà mọi việc không được như mong muốn của mình. Hãy chúng ta học cách buông bỏ một chút gánh nặng trong tư tưởng, suy nghĩ, thản nhiên, đối mặt với hết thảy mọi việc, cứ thuận theo tự nhiên. Có như vậy, chúng ta mới sống được thản nhiên và tự tại một cách đúng nghĩa. Buông bỏ oán hận, phiền não, buông bỏ lòng ích kỷ, theo lòng tham, sự đố kỵ. Buông bỏ đi luôn những suy nghĩ tiêu cực, ý nghĩ tiêu cực. Rồi chúng ta sẽ nhận thấy rằng tâm của mình càng ngày càng rộng mở, con đường mà chúng ta đi càng ngày càng tươi sáng hơn. Về già, buông bỏ bốn điều này, những mệt mỏi trong đời sẽ rời xa bạn. Quý vị thân mến, có thể khi nghe đến việc về già phải vứt bỏ đi thứ gì đó để sống thành thơi, nhiều người sẽ cảm thấy e ngại, bởi buông bỏ đâu phải chuyện dễ dàng. Vì tâm lý chung của mỗi người thì đều muốn nhận về cho mình thật nhiều. Tuy nhiên, muốn nhận thì phải mất, đó là sự đánh đổi. Về già, biết buông bỏ bốn điều này, những mệt mỏi trong đời sẽ rời xa bạn. Hãy cùng lắng đọng tuổi già tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, buông bỏ tâm lười biếng. Trong thời đại ngày nay, người giàu có dĩ nhiên họ thỏa sức để bỏ tiền ra mua sắm, coi sự an nhàn là chuyện hưởng thụ đương nhiên. Còn người nghèo khổ thì cũng nuôi kỳ vọng được có thật nhiều tiền. Trong tâm khó tránh khỏi có sự so bì dẫn đến phẫn nộ, tức tối. Nhất là khi về già, ai ai cũng muốn truy cầu sự an nhàn để hưởng thụ thoải mái. Có lẽ trên đời này không có ai lại không thích cuộc sống an nhàn, vui vẻ. Tuy nhiên, lối sống an nhàn chỉ để hưởng thụ rất gần với sự lười biếng. Nhàn hạ phải chăng là phúc phận? Nhàn hạ đích thực là phúc phận, nhưng chỉ cần ở trong nhàn hạ mà sinh ra tâm lười biếng thôi thì chưa hẳn đã là điều phúc, mà không chừng đó lại là cái họa. Bởi vì quá nhàn hạ để chỉ biết cách hưởng thụ là cách nhanh nhất để làm hủy hoại cuộc sống của một con người. Những kẻ phàm phu trong thiên hạ xưa nay đều vì một chữ lười mà vướng chuyện bại vong. Con người ta khi sống mà chỉ biết hưởng thụ và chối bỏ chuyện kiếm cách để sinh nhai, âu cũng là do sự lười nhác mà phát sinh ra. Có câu lười biếng là thứ rất kỳ lạ, nó khiến cho bạn cho rằng đó là an nhàn, hưởng thụ, nghỉ ngơi, là phúc phận. Nhưng trên thực tế, nó chỉ làm bạn cảm thấy nhạt nhẽo, uể oải và buồn bã mà thôi. Người đã sinh ra tâm lười biếng thì sẽ muốn trì hoãn công việc của mình, thường rất khó để có được kết quả tốt đẹp. Người đã lười biếng rồi sẽ luôn ỷ lại vào người khác và chỉ muốn an phận để hưởng thụ, không chăm lo cho sức khỏe cũng như cuộc sống của mình, phó mặc hậu quả ra sao thì ra. Dần dần khi tuổi tác đã cao, sự lười biếng còn tùy tiện sinh ra đủ tật xấu, từ chuyện ăn bám các con đến rượu chè, cờ bạc, thậm chí ngoại tình. Cuối cùng, bạn sẽ gặp thất bại và bị mài mòn, đánh mất đi lòng tự trọng và sự tự tin cần có. Ý chí của họ cuối cùng chỉ như chiếc lá khô trước gió mạnh.
hễ gió thổi là rụng khỏi cành. Thứ hai, buông bỏ tâm đố kỵ, ganh ghét. Tâm đố kỵ thực sự là chỉ là hại người hại mình. Người có tâm địa xấu này khi sống cùng người khác, khi thấy người khác hơn mình thì thấy tức canh cánh trong lòng, mất đi sự cân bằng trong cách tính toán hơn thua. Một số người do đố kỵ quá lớn đến mức luôn tìm cách để gây ra trở ngại, gây tổn hại cho người khác. Thậm chí có người còn nảy sinh ra ác niệm, muốn mưu toan làm hại người khác, thậm chí dẫn đến kết cục bi thảm cho chính mình. Kỳ thực, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, có mưu cầu danh lợi ít nhiều. Thế nên không cần phải ghen ghét đố kỵ, cũng không cần phải mơ ước thèm muốn được như họ. Thế giới rộng lớn bao la mà con người lại quá đỗi nhỏ bé. Tại sao phải tự nhốt mình vào cái lồng dơ bẩn và chứa đầy thuốc độc chứ? Chỉ cần cố gắng làm tốt bổn phận của mình thì những gì nên có ắt sẽ nhận được. Có câu mệnh lý hữu trung tu hữu, mệnh lý vô mạc cưỡng cầu, tức là trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ nên gượng ép để tranh đoạt. Khi thấy người khác được gì, một điều gì đó mà bản thân lại không có, thì chớ nên lấy đó mà sinh lòng oán giận. Một người cần tu dưỡng đạo đức hành thiện, tích đức tất sẽ có thiện báo. Vì chuyện được mất của bản thân mà sinh ra tâm bất bình, làm việc ác, như vậy sự thật có đáng hay không? Cổ nhân khuyên bảo con người khi đối nhân xử thế phải có tấm lòng khoan dung, vui với niềm vui của người khác, buồn với nỗi buồn của người khác, xem chuyện được mất của người như được mất của mình, đó mới là điều mà một người chính trực nên làm. Thứ ba, buông bỏ những oán hận trong lòng. Bầu trời có lúc xanh, cũng có lúc đầy mây mù, u ám. Cuộc đời khi gặp thuận cảnh thì cũng có nghịch cảnh ập đến. Gặp mâu thuẫn mà trong tâm luôn chứa đầy sự phiền não thì áp lực sẽ tăng lên gấp bội phần. Gặp mâu thuẫn mà trong tâm vẫn bình an tỉnh táo thì tự nhiên áp lực sẽ giảm xuống được một nửa. Cảnh tùy tâm sinh, người luôn nuôi dưỡng oán hận thì thế giới ở chung quanh cũng sẽ tiêu điều, buồn bã theo. Ở trong nghịch cảnh mà lòng cứ oán hận mãi thì cuộc sống sẽ càng tối tăm hơn và khiến cho người ta dễ rơi vào chốn vũng lầy. Oán hận và phiền não có thể ví như bóng ma đang gặm nhấm tâm tư và cuộc sống, khiến cho người ta ngày càng thấy bi quan, u sầu hơn trong cuộc sống. Lòng dạ lớn một phân, oán hận bớt một phần. Làm người nếu có thể bao dung cho người khác là điều nên làm, cũng như phải biết tha thứ, bỏ qua cho những lỗi lầm của người khác. Những sự thương tổn đến từ bên ngoài giống như những tảng đá ngầm bên bờ biển, bất quá chỉ làm cho những cơn sóng thêm trắng xóa xinh đẹp mà thôi. Hãy nhớ rằng biển rộng không hề than thở mà luôn dung nạp hết thảy các dòng sông chảy nhập vào. Muốn không oán hận thì tốt nhất là học cách làm sao để quên đi. Bởi vì khi không thể quên thì con người ta sẽ rơi vào buồn bực, chán nản và sinh ra oán hận. Nếu nói rằng có thể tha thứ nhưng không thể quên thì đó chưa hẳn được gọi là bao dung, là tha thứ. Người ấy kỳ thực vẫn không thể chân thành để buông bỏ tâm oán hận được, vẫn mang theo những cảm xúc mệt mỏi và bao nhiêu ưu phiền lớn nhỏ trong lòng. Cuối cùng, buông bỏ những dày vò trong quá khứ. Quá khứ là chuyện đã qua rồi, không thể thay đổi được mà chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Con thuyền của sinh mệnh
cũng chẳng thể nào chờ được quá nhiều sự cố chấp, chẳng thể nào chống đỡ nổi quá nhiều sự ràng buộc. Những thống khổ ở quá khứ, cộng thêm các ưu phiền hiện tại, đối với bất cứ ai mà nói cũng là sự dày vò tâm hồn. Hãy biết trân quý khi còn nắm giữ, khi đã đánh mất đi, hãy học cách để cảm ơn. Những gì đã qua rồi, hãy học cách buông tay. Những gì đã bỏ lỡ, hãy học cách giải thoát. Buông bỏ những gì lớn nhỏ đã từng xảy ra, cáo biệt với quá khứ buồn vui, không biến các ký ức thành sợi dây buộc chân. Đó mới là sự giải thoát chân chính. Bên cạnh những nỗi buồn đau, con người cũng thường có nhiều dục vọng, tham lam, ích kỷ. Những tâm địa chỉ biết mê đắm của cải, tiền tài, ham mê sắc dục, truy cầu danh vọng cao sang. Tất cả những điều này đều trở thành cái rễ cắm rất sâu vào tâm linh con người chúng ta. Con người nếu biết nghiêm chỉnh tu dưỡng bản thân, dũng cảm đối diện với những ảo ảnh và sự vô thường của cuộc sống, ắt rồi cũng sẽ buông bỏ được rất nhiều ác tâm, ác niệm. Tâm cũng sẽ trở nên thuần tịnh và trong sáng, cuộc sống sẽ an yên, mỹ mãn, lâu dài hơn. Một vị sư phụ hỏi đệ tử: nếu các con phải nấu một ấm nước, lửa cháy được một nửa thì nhận ra không đủ củi để làm sôi ấm nước, vậy các con sẽ làm thế nào? Có đệ tử nói rằng sẽ nhanh chóng đi tìm củi, có người lại nói đi mượn củi, có người nói là đi mua củi. Vị sư phụ này nói: vì sao không đổ bớt nước trong ấm đi? Cuộc đời này giống như một dòng sông chảy xiết, với từng đợt sóng xô đẩy, sóng sau xô sóng trước, không ngừng nghỉ. Con người khi sống luôn phải đối diện với những khó khăn, vất vả, vui buồn, lẫn lộn. Nếu quá coi trọng danh lợi, được hay mất, thì cuộc sống sẽ chỉ có quá nhiều tiếc nuối, đau khổ mà thôi. Chuyện đời có đến 8, 9 phần không được như ý, chi bằng hãy dám đối diện với khổ nạn một cách lạc quan và tự tin, buông bỏ những cảm xúc tiêu cực và sự cố chấp trong tâm. Nếu làm được như vậy thì những mệt mỏi trong đời sẽ rời xa bạn, hạnh phúc sẽ dễ dàng tìm đến. Chuyện kể rằng một người đàn ông chạy thục mạng, không dám ngoái đầu nhìn lại vì bị một con hổ giữ đuổi. Cuối cùng khi đến bên bờ vực thẳm, anh không thể chạy được nữa. Trong khi đó, con hổ vẫn còn ở phía sau. Thấy vậy, Đức Phật liền đưa ra một lời khuyên khiến ai cũng phải suy ngẫm. Người đàn ông không biết phải làm gì khi một bên là con hổ đói đang hau háu nhìn, còn một bên là vực thẳm sâu hun hút. Anh nhìn xuống dưới, thấy từ trong vách đá dựng đứng có một cành cây chĩa ra. Không còn sự lựa chọn nào khác, anh ta bắt đầu trèo xuống và bám vào đó. Nhưng với sức nặng của cơ thể, chẳng mấy chốc cành cây sẽ không chịu đựng nổi. Anh ta vừa nhìn xuống dưới vừa nghĩ: thôi rồi, thế là mình chết chắc rồi. Quá sợ hãi, anh ngẩng lên và cầu nguyện: ông trời ơi, xin hãy cứu con, còn sẽ làm bất kể điều gì nếu như ngài yêu cầu. Bỗng vang lên từ trong không trung một giọng nói Đức Phật như tiếng sấm vang rền: con sẽ làm bất cứ điều gì ta yêu cầu chứ? Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng người đàn ông vẫn đáp lại: thưa, vâng, con sẽ làm mọi thứ, chỉ mong ngài hãy cứu con. Giọng nói của Đức Phật từ không trung lại trả lời: chỉ còn cách duy nhất này thôi, nhưng đòi hỏi con phải có niềm tin và lòng can đảm. Vậy con có tin ta không? Có dám làm như lời ta chỉ dạy không? Nhìn lên phía vách núi, thấy con hổ vẫn gầm gừ đứng đó, còn cành cây thì chĩu xuống ngày một nặng hơn. Anh ta bèn nói: con cầu xin ngài hãy giúp con tay qua nạn khỏi,
hãy cho con biết giờ con cần phải làm gì. Được, ta chỉ có duy nhất một yêu cầu này thôi. Giọng nói trên không từ tốn đáp. Đó là... Con hãy buông tay ra. Nhưng một giây, hai giây, một phút, rồi hai phút trôi qua. Cuối cùng, người đàn ông quyết định nhắm mắt và buông tay. Không biết anh đã bất tỉnh bao lâu, chỉ khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên chiếc xe chờ đầy cỏ khô. Mọi người nói anh thật may mắn khi rơi đúng vào chiếc xe chờ đầy cỏ ngang qua. Tuy nhiên, còn một bí mật nữa mà có lẽ anh không biết, đó là nếu buông tay sớm hơn 2 phút, anh sẽ hạ cánh một cách an toàn xuống chiếc xe chờ đầy bông và bọt biển. Còn nếu anh buông tay chậm thêm chỉ một chút nữa thôi, thì anh sẽ rơi xuống mặt đường toàn sỏi đá. Trong cuộc sống, chuyện buông hay giữ cũng là chuyện khó nói của mỗi người. Có những thứ chúng ta đều nắm giữ và không thể buông được, như người si tình luôn lưu luyến hình ảnh của đối phương, hay đối với người coi trọng công danh sự nghiệp, dù có phải đánh đổi phẩm giá hay nhân cách của mình để có được tiền đồ tươi sáng, họ cũng chấp nhận. Có vô vàn những trường hợp như thế thường xuyên xảy ra trong cuộc đời mỗi người. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những nhành cây chìa ra từ vách đá mà thôi. Vậy nếu quả thật là những nhành cây chìa ra từ vách đá thì nắm giữ mãi mà không buông có được lợi ích gì? Cứ cố gắng giữ những thứ không nên giữ thì chúng ta sẽ không thể nhận ra những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước. Bởi vậy, đôi khi hãy học cách buông tay khi cuộc sống không diễn ra như mong đợi. Buông bỏ cũng là một mỹ đức mà chỉ những ai can đảm phi thường mới có thể làm được. Khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra chờ đón bạn. Ba phương thuốc giúp tâm bạn ngày nào cũng hạnh phúc. Quý vị thân mến, đời người có ham muốn nên sẽ có đau khổ, biết thỏa mãn nên mới sống hạnh phúc, có thể buông bỏ nên mới được tự tại. Trân quý mỗi phút giây cuộc sống, thời gian không chờ đợi một ai. Có một vị phú ông mắc chứng bệnh lạ. Ông luôn cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa, trong lòng rất khổ sở. Sau này, phú ông thỉnh giáo một vị danh y lớn tuổi sống ẩn cư. Sau khi bắt mạch cho ông ta, vị danh y nói: "Bệnh này chỉ có một biện pháp. Ngoài biện pháp này ra thì không có thuốc nào có thể cứu chữa được. Ở đây tôi có 3 đơn thuốc. Ông liên tục thực hiện theo như vậy. Thực hiện xong một đơn thì tiếp tục mở ra một đơn khác và làm theo. Đơn thuốc thứ nhất." Phú ông về tới nhà liền mở ra đơn thuốc thứ nhất, thấy trên đó viết rằng: "Ông hãy đến một bãi biển nằm trên cát trong vòng 30 phút, thực hiện liên tục 21 ngày. Phú ông nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn làm theo. Kết quả mỗi lần nằm trên cát liền 2 giờ đồng hồ. Bởi vì ông ta luôn bề bộn với công việc cho nên chưa từng cảm thấy thoải mái như thế. Nằm trên cát, nghe thấy gió thổi, nghe được tiếng chim hải âu kêu, cảm thấy nội tâm vô cùng thoải mái." Đơn thuốc thứ hai. Qua ngày thứ 22, phú ông mở tiếp đơn thuốc thứ hai. Bên trong viết rằng: "Ở trên bãi biển hãy tìm 5 con vật như cá hoặc tôm hoặc con sò, rồi thả chúng về với biển, thực hiện trong 21 ngày liên tục." Phú ông xem xong, lòng đầy nghi hoặc, nhưng ông vẫn làm theo. Kết quả, mỗi lần thả được con tôm, con cá về với biển xong, phú ông cảm thấy trong lòng không khỏi cảm động.
đơn thuốc thứ ba. Qua ngày 43, phú ông lại mở tiếp đơn thuốc thứ ba. Trên đó viết rằng: hãy tìm một cành cây ở trên bãi cát, viết ra hết những việc bất mãn cùng oán hận trong lòng. Phú ông làm theo. Sau khi ông dùng cành cây viết lên bãi cát chưa được bao lâu thì sóng biển đánh vào bờ xóa sạch những gì mà ông đã viết. Đột nhiên, phú ông bừng tỉnh mà cảm động khóc lên. Sau khi về nhà, phú ông cảm thấy toàn thân vui sướng, thực sự nhẹ nhõm mà tự tại, thậm chí không còn sợ chết nữa. Bởi vì con người không hiểu được ba điều này cho nên mới không thoải mái. Một là nghỉ ngơi, hai là trả giá, ba là buông bỏ. Tham lam là một loại độc dược, dục vọng của con người vĩnh viễn không có điểm dừng. Có được cuộc sống ổn định còn muốn an nhàn, có được cuộc sống an nhàn lại còn muốn hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Chỉ cần dục vọng của một người không có điểm dừng thì cuộc sống của người đó vĩnh viễn sẽ không có vui sướng. Người biết thỏa mãn là người vui sướng. Hãy biết quý trọng những gì hiện tại ta đang có, sẽ phát hiện ra rằng chính mình mới là người giàu có nhất trên đời. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc thật sự nằm ở nơi nào? Một câu hỏi gần gũi mà không có ai không đặt ra. Nhưng mấy người trả lời đúng và có được mấy ai cảm nhận được hương vị thực sự của nó? Bởi con người ta luôn không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã có, nên người ta cứ nghĩ mình phải có được nhiều hơn nữa. Khao khát hạnh phúc là không sai, nhưng nếu quá mức cho phép thì lại là không đúng. Nếu ta quan niệm đúng về hạnh phúc thì chắc chắn mình sẽ cảm nhận được điều chân chính mà mình có được nó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của chính mình. Điều gì mình đang mong mà đạt được thì đó chính là hạnh phúc. Dù đó chỉ là một cây kem lúc mình đang khát, một bông hồng tặng đúng lúc mình đang cô đơn, một chiếc áo khi mình đang cần diện để đi họp lớp. Nó giản dị như vậy, nó gần gũi vô cùng. Khi ta cảm nhận được mình đang mong muốn điều gì và điều đó có khả năng đến với mình không, và khi điều ấy được đáp ứng thì đó là hạnh phúc. Ba nhân vật trong những câu chuyện sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ điều đó. Một hôm, Đức Phật gặp một người nông dân. Người nông dân tỏ ra rất đau khổ. Ông thưa với Đức Phật: con trâu của tôi vừa chết, không có nó để cày ruộng thì làm sao tôi làm việc được? Rồi cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Vì vậy, Đức Phật đã cho anh ta một con trâu khỏe và người nông dân rất hạnh phúc. Đức Phật đã cảm thấy mùi vị của hạnh phúc từ niềm hạnh phúc đơn sơ của người nông dân. Một ngày khác, Đức Phật gặp một người đàn ông. Người đàn ông rất bực bội. Ông nói với Đức Phật: tôi đã bị lừa đảo và tôi không có tiền để về quê hương của tôi. Vì vậy, Đức Phật đã cho anh ta tiền chuyến đi. Người đàn ông rất vui mừng và Đức Phật đã cảm nhận được hương vị của hạnh phúc trong anh. Một ngày khác, Đức Phật gặp một nhà thơ. Nhà thơ trẻ, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, vợ đẹp hiền thục nhưng không hạnh phúc. Đức Phật hỏi anh ta: anh không hạnh phúc sao? Tôi có thể giúp anh được không? Nhà thơ nói: tôi có tất cả, nhưng tôi thiếu một điều là hạnh phúc. Ngài có thể cho tôi không? Đức Phật đã lấy đi tất cả những gì mà nhà thơ có, lấy đi tài năng của nhà thơ, hủy hoại khuôn mặt tuấn tú của anh ta, lấy đi tài sản và tính mạng của vợ anh ta. Đức Phật rời đi sau khi làm việc này. Một tháng sau, Đức Phật trở lại. Lúc này, nhà thơ đã rơi vào tình cảnh sống dở chết dở vì đói,
nằm co ro trên mặt đất, vật vã. Nhà thơ quỳ xuống và xin Ngài hãy trả lại cho tôi những thứ mà Ngài đã lấy đi của tôi. Thế này thì tôi chết mất. Vì vậy, Đức Phật đã trả lại tất cả những gì ông đã lấy đi từ anh ta. Rồi Đức Phật lại ra đi. Sau nửa tháng, Ngài lại đến gặp nhà thơ. Lần này, nhà thơ vòng tay ôm vợ và không ngớt lời cảm ơn trời Phật vì anh ta đã tìm được hạnh phúc. Đã bao giờ bạn cảm nhận được hương vị của hạnh phúc như thế chưa? Bạn đã nhận ra ý nghĩa thực sự của hạnh phúc là gì chưa? Hãy cảm nhận từ chính cuộc sống của mình. Cuộc đời là mênh mông, khát vọng là vô tận. Hãy vui với những gì mình có và đừng buồn với những gì mình không có, thì đó chính là hạnh phúc. Đó chính là ta cảm nhận được hương vị của hạnh phúc. Kể một câu chuyện để kết thúc. Vào triều đại nhà Minh, có một vị tiên sinh dạy học. Gia cảnh bần hàn, nhưng mỗi ngày đều dâng hương bái lễ, cảm tạ trời xanh ban phúc. Vợ của ông nghĩ mãi mà không hiểu, liền hỏi: một ngày ba bữa đều là húp cháo loãng, sao có thể tính là hưởng phúc? Vị tiên sinh này trả lời: sống ở nơi thái bình, không có chiến sự thảm họa, đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Hàng ngày có quần áo mặc, có cái ăn, không đến mức đông chịu lạnh, đói không có gì ăn là hạnh phúc lớn thứ hai. Trong người không có bệnh tật, không có tai họa là cái hạnh phúc lớn thứ ba. Chúng ta có cả ba thứ ấy rồi, chẳng phải là hạnh phúc sao? Nhiều người nhìn vị tiên sinh này thường cho rằng ông không thành công, nhưng ông lại tự thấy mình hạnh phúc, bởi vì trong lòng ông biết đủ. Chúng ta biết rằng dục vọng, ham muốn của con người là vô hạn. Người xưa có câu: người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi. Nuốt không được cũng lại không muốn nhả ra. Trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều người bị danh và lợi thắt chặt. Họ mãi truy đuổi, một khắc cũng không dừng. Có thứ này lại muốn thứ khác, có rồi lại muốn cái mới hơn. Một điều rất hiển nhiên rằng dục vọng của con người là hoàn toàn không thể thỏa mãn được. Nếu một mực cưỡng cầu thì nhất định sẽ sinh ra phiền não. Con người sống truy cầu danh lợi vốn là để được hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng rất nhiều người vì truy cầu không được lại đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc vốn có của mình. Đây đúng là cái vòng luẩn quẩn của đời người. Có thể thấy rằng tâm biết đủ quan trọng đến mức nào đối với sinh mệnh của một người. Bình an trong tâm là điều quan trọng nhất, vì từ đó giúp ta không chạy theo cảnh vui buồn bên ngoài. Gió đời không làm mình nghiêng ngả, đó là bình an kiến tạo từ sự dừng lại, nhìn sâu vào tự thân, vào mọi biểu hiện bên ngoài bằng mắt thường, bằng sự thấu hiểu. Nhân, duyên, quả, nếu nó là quả đắng mình gieo thì vui nhận. Nếu đó là nhân duyên bất thiện, một trắc trở người tặng cho mình thì cũng thương nhận. Cảm ơn bạn vì bạn đã giúp tôi vững chãi hơn. Có câu nói rất hay rằng: đừng khóc vì không có giày, bởi vì có người còn không có chân để đứng. Bởi vậy mới nói: cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét. Ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá 3 bữa. Biết đủ thì người nghèo khổ cũng vui, không biết đủ thì người giàu sang cũng u buồn. Ở vào cùng một tình cảnh, chúng ta chỉ cần thay đổi góc nhìn, thay đổi cái tâm của mình thì tình cảnh cũng tự nhiên thay đổi, cải biến theo chiều hướng tốt. Ấy là hạnh phúc. Cuối chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe lời tâm sự khi ta già đi.
hai tuần lui tới bệnh viện, tận mắt chứng kiến những bệnh nhân cao tuổi ở khoa tim mạch, tiếp xúc nói chuyện với những bệnh nhân già, chợt nghĩ, đến một ngày ta già đi, ta sẽ tự nhủ mình rằng, khi ta già đi, ta sẽ không lo nghĩ mấy cái chuyện bao đồng của con cháu ba đời như cha mẹ ta thường lo lắng. Bởi con cháu, đứa nào cũng có cuộc sống riêng của nó. Ta cần sự tĩnh lặng để thư thái, nghỉ ngơi và cứ để mọi thứ thuận theo quy luật tự nhiên của cuộc sống. Khi ta già đi, ta sẽ không nhắc nhở con cháu về một điều gì đó quá cũ, rót vào tai chúng mãi một câu chuyện xa xưa hay dặn dò chúng những điều hết sức lạc hậu. Cho dù nói nhiều hay ít thì con cháu nó vẫn cho rằng đó chỉ là lý lẽ vớ vẩn của người già. Khi ta già đi, ta học cách buông tay, ta chẳng cần phải nghĩ ngợi những người trẻ mỗi ngày nó lướt qua đời ta một cách nhẹ nhàng như thế nào. Ta chỉ cần mong mình đủ sức để tự nấu một món ăn thật nhừ, đủ sức để tự tắm rửa hàng ngày. Ta cũng không câu nệ mọi ngóc ngách trong nhà đều phải tinh tươm sạch sẽ, mà chỉ chú ý đến sức khỏe của bản thân mình nhằm giảm bớt áp lực cho con cháu khi phải chăm sóc ta. Khi ta già đi, ta cũng mong trời thương, nằm xuống nhắm mắt một phát là đi ngay, bởi ta đã nhìn thấy nhiều cảnh đau lòng xảy ra khi con cái chăm sóc cha mẹ già. Có nhiều chuyện bấy lâu nay ta cứ nghĩ nó chỉ có trong văn học thời hiện thực phê phán, nhưng không, nó vẫn được diễn ra trong cuộc sống thường nhật. Mà nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, thực ra thì con cái ai cũng tốt và có hiếu với cha mẹ cả thôi. Nhưng khi bố mẹ trở thành gánh nặng hàng ngày, nhiều ngày thì tình cảm sẽ mai một dần, đến mức không còn thấy yêu thương nữa, chỉ còn thấy chịu đựng, thấy khổ sở. Nhất là con rể hoặc con dâu và cháu, những người không trực hệ, không được ông bà trực tiếp đẻ ra. Và khi ta già đi, ta muốn chẳng nợ nần gì nhau trong cuộc đời này, chỉ cần được an yên. Bởi ta nghĩ bất cứ ai, cho dù một thời trẻ hoài bão, ngang dọc vội vã, và rồi cũng đến lúc già, chỉ cần hai chữ an yên mà thôi. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe video Về già, buông bỏ bốn điều này, những mệt mỏi trong đời sẽ rời xa bạn, và cùng tìm hiểu ba phương thuốc giúp tâm bạn ngày nào cũng hạnh phúc. Qua video ngày hôm nay, hy vọng mọi người sẽ rút ra được cho mình những bài học kinh nghiệm quý báu để từ đó có một tuổi già hạnh phúc, an nhiên. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã đến lúc xin phép được khép lại. Bạn đừng quên ấn vào chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ ban biên tập chương trình Lắng Đọng Tuổi Già nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.